Xin chào quý vị các bạn. Phía sau đây, đây là một công trình do Louis thi công các bạn. Một công trình biệt thự khá là lớn luôn. Mời quý vị cùng xem bối cảnh nhé. Và bây giờ thì mời quý vị theo chân Quang Dũng đi vào công trình chúng ta. Đây, phía xa đây là hai cái xe bồn chở bê tông. Đó, xe bồn chở bê tông bên này đang chờ. Còn xe bồn này đang ở bên bê tông. Rồi phía xa kia rất là lớn, đó là một cái cần trục để bơm bê tông. Bây giờ đi vô công trình nữa. Công trình của Louis thì được rào chắn rất là kỹ càng và có hàng rào này, cổng vô. Rồi, một cái máy bơm bê tông rất là lớn nha. Có thể vươn xa ra công trình luôn, giúp cho việc thi công rất là nhanh, chứ không phải là máy bơm ngang hồi xưa. Máy bơm ngang thì nó chi phí rẻ hơn nhưng mà lâu hơn. Hiện tại thì công trình đang được đổ bê tông móng nha quý vị. Móng của công trình này được dùng là cọc khoan nhồi. Ủa, quý vị thấy không? Một công trình rất là lớn phải không? Đây, quá trời sắt thép luôn. Mới quay phim chiếu sắt thép cho quý vị. Kinh khủng luôn. Đống này thi công là phải mất hơn một tuần nha quý vị. Rất nhiều anh em công nhân thi công hơn một tuần mới xong được. Còn đây, anh em công nhân của Louis đã rất cẩn thận này. Cái này bọc cái này, đúng không biết là gì? Đó. Chia sẻ với quý vị, đây là cái bọc để mà khi chúng ta đổ bê tông lên á thì tránh cho bê tông sẽ văng phải cái cốt thép này. Bởi vì bê tông chúng ta đổ từ đây thôi, chạm bề mặt sàn thôi, chứ còn không đổ cao hơn. Chúng ta sẽ chừa lại cái thép chờ để cho lần đổ tiếp theo. Rồi bây giờ theo chân Quang Dũng đi vô đây xem công nhân của Louis đang đổ bê tông như nào nhé. Đây là cái vòi dẫn nước nha quý vị. Để trước khi chúng ta đổ bê tông á, là chúng ta phải làm ẩm bề mặt đã. Đó, chứ không là chúng ta đổ bê tông xuống á, là cái những cái bề mặt xi măng này, cát này, gạch này thì nó sẽ hút hết nước của cái bê tông đó, là khiến cho cái bê tông chúng ta sẽ mất nước và nó sẽ không đảm bảo được cường độ. Rồi đây cái phía xa đây là anh công nhân của Louis đang cầm là cái gọi là cái vòi chứ gì. Nó sẽ trực tiếp đưa bê tông xuống sát cái bề mặt của cái móng luôn. Đó, như vậy thì giảm chiều cao rơi bê tông xuống thì bê tông sẽ không bị phân tầng, nó sẽ chắc chắn y như thiết kế luôn. Bây giờ là gần 11 giờ nha quý vị. Mặc dù là anh em công nhân của Louis làm việc rất là hăng say từ hơn 6 giờ sáng bây giờ, nhưng mà cũng chỉ được 1/6 công trình quý vị. Do cái móng này khá là lớn đấy, với hơn 300 mét khối bê tông dự kiến mà, nên là cũng không thể nào nhanh được. Nguyên một cái móng này thôi là dự kiến vào khoảng hơn 40 mét khối bê tông nha quý vị. Đó, gần ngang một căn nhà phố nhỏ đó. Nguyên một cái móng thôi, mới lại còn rất nhiều những cái đài móng khác như này nữa, thì quý vị thấy quy mô công trình như nào. Mà mới chỉ có đài móng thôi nha, chưa có sàn tầng trệt đâu. Sàn tầng trệt nó còn nhiều hơn bê tông nữa. Bây giờ Dũng sẽ dẫn các bạn ra một cái khu vực của máy bơm bê tông. Đây, với cần trục bơm bê tông rất là lớn. Và chia sẻ với quý vị, đây là những cái mẫu bê tông vừa được lấy ra từ cái xe bồn này. Mỗi xe bồn sẽ được lấy 3 mẫu. Và sau 28 ngày ấy, chúng ta sẽ đi nén, kiểm tra cường độ nén của những cái mẫu bê tông này. Đây, đây là bề mặt sau khi được cán phẳng như thế này đây. Nó sẽ bằng với cái mặt được quy định. Đó, mới là bề mặt đài móng thôi, còn chưa phải sàn tầng trệt đâu. Và dự kiến là phải đến 3-4 giờ mới xong được đổ bê tông móng. Rất, cái khối lượng rất là lớn. Quý khách cần tư vấn gọi ngay Louis nhé, 0909503838. Website nhalouis.com.